Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì tỉnh xá trung tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2017. Sư cô trở lại nơi đạo tràng này để có những cái thời pháp như thường lệ. Và hôm nay thì sư cô cũng giảng cái thời pháp như những cái đề tài trước đó, là bao giờ nó cũng rất là gần gũi và thân quen với quý Phật tử cả. Thí dụ như mình thọ năm giới, thì trong cái năm giới đó nó có cái giới thứ tư, nó thuộc về khẩu. Về khẩu thì nó có bốn. Thứ nhất là con cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Thì về cái phần khẩu nghiệp thì sư cô có giảng chung rồi, nhưng mà hôm nay sư cô muốn tách ra một cái phần để cho thấy rằng đó là trong năm cái giới đó, là cái giới mà về thuộc về giới khẩu đó, là có những cái mà chúng ta phạm mà chúng ta nghĩ rằng nó không có gì hết. Khi chúng ta thấy được cái hậu quả của nó thì mới thấy là đáng sợ cho mình. Bởi vì như chúng ta biết đó, là trong cái cách mà tạo tác để mà hình thành cái dòng nghiệp của mình, rồi nó tạo nên cái quả nghiệp của mình, là khởi đầu từ trong cái suy nghĩ của mình, tức là cái ý, ý hành nghiệp, tức là do cái ý mình suy nghĩ khởi lên như thế nào mà nó tạo tác ra cái nghiệp. Thì ý hành nghiệp thiện hoặc là ý hành nghiệp bất thiện. Thì khi có cái ý rồi đó thì mới đi ra cái lời nói. Thì cái lời nói nó gọi là khẩu hành nghiệp thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện. Tức là nghĩ như thế nào thì cái miệng nó nói như thế đó. Không có thể nói khác hơn. Rồi có tới cái thứ ba, thầy mới nói là thân hành nghiệp thiện, thân hành nghiệp bất thiện. Chữ thân nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái thân mình đây, sắc thân mình đây. Cái nghĩa thứ hai đó, cái chữ thân nó có nghĩa là bao gồm hết. Nghĩa là mình dùng cái thân của mình để ứng xử hành động. Nhưng thật sự ra nói rõ hơn đó, là mình sử dụng cả cái ý, cái khẩu, và cái ứng xử mình phối hợp lại ba cái thì nó gọi là thân hành nghiệp thiện, thân hành nghiệp bất thiện. Vì vậy từ cái ý đã tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp và thân tạo nghiệp, thì tất cả khi mình tạo ra cái nghiệp đó, tức là mình hành động, mình tạo tác, thì khi cái tạo tác xong rồi nó trổ liền cái quả trong tâm và nó nằm đó, nó chờ cái cơ hội để nối kết ra. Chứ không phải là nó trổ quả trong tâm rồi nó giữ yên đó, mà nó trổ quả xong rồi nó chờ cái ngày á, thì nó nối kết được bên ngoài, nó trổ cái quả ra. Thí dụ như một chuyện đơn giản nè, một cái người đi nói xấu người khác, nói xấu lưng người khác, thì tất nhiên ta đâu có biết, không biết, nhưng mình gieo xuống cái khẩu không có tốt, đi nói xấu người ta, đi nói lén người ta. Nhưng mà cái chuyện này nó không có ngừng ở tại chỗ đó. Đến cái lúc nào đó thì là cái lời nói mà nó sẽ bay đi, và người ta sẽ truy lại cái chuyện đó. Nó sẽ sanh ra những cái chuyện mà gọi là đâu chối, những chuyện gọi là rắc rối. Nhưng chuyện đó là nhẹ lắm. Cái chuyện mà nặng nhất là khi mình tạo ra cái đó, cái quả nó trổ sanh cho mình là cái gì. Cho nên người ta khi nói xấu cho người khác, người ta sợ cái người khác nghe, cái người mà bị nói xấu nó nghe được thì trả thù cho người ta. Cho nên người ta giận cái người mà nghe đó. Tôi nói nghe nhưng đừng nói người khác, một mình biết thôi. Thì người này cũng nói với người khác, tôi bí mật nói cho chị nghe thôi, đừng có nói cho người khác. Và mỗi người có một người để mà giữ bí mật cho mình, rồi cuối cùng thì nó cũng lộ ra thôi. Thì cái người mà bị nói xấu đó, người ta sẽ có thái độ, chuyện nó nhẹ lắm.
Cái chuyện quan trọng nhất là khi mà mình nói cái lời không có tốt đẹp đó, thì nó từ trong cái đầu mình suy nghĩ ra, đưa ra cái lời nói và tạo thành một cái dòng dư luận xấu cho cái người mà mình nói lén, nói xấu đó. Thì rồi chúng ta học đây, chúng ta sẽ thấy những cái quả của nó ra sao. Cho nên nó là trong cái khẩu nghiệp đó, thì chúng ta nhớ rằng con người ta sanh ra đó, trong cái ngũ căn của mình đó, nó có cái thiệt căn, tức là cái lưỡi. Cái lưỡi này để ăn nè, để uống nè, để nói năng giao tiếp nè, để tạo nên biết bao nhiêu những cái điều tốt đẹp nè, để ca, để hát, để làm thơ, đọc thơ, ngâm thơ, rồi tụng kinh, rồi giảng pháp, rồi nói những cái lời thiện lành, vân vân, biết bao nhiêu cái điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo sử dụng thì cái lưỡi chúng ta sẽ thành lưỡi đao, lưỡi kiếm. Và người ta không phải giết người bằng cách cầm dao, nhưng mà biến cái lưỡi mình thành dao, biến cái lưỡi mình thành kiếm. Và như vậy thì ác nghiệp đã tạo thì quả nghiệp không thể nào tránh khỏi được. Vậy thì trong bốn cái thuộc về khẩu đó là nói dối nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời độc ác nè, nói lời phù phiếm. Hôm nay sư cô nói cái thứ ba. Cái thứ ba này sư cô á nói cái lời mà gọi là lời thô tháo. Trong cái lời thô tháo này đó thì nó có những cái lời thô lỗ, nó có cái lời độc ác, nó cái lời chửi mắng, cái lời nhục mạ người khác, hoặc là cái lời nguyền rủa người khác, hoặc là cái người hay chửi thề, hoặc nói xấu người khác, hoặc là chính mình có cái lời thề độc, vân vân. Đấy, cái trong cái lời thô tháo, lời độc ác nó ra nhiều cái thứ đó. Hôm nay chúng ta xem coi những cái khía cạnh của cái lời thô tháo đó, của cái lời độc ác đó, của cái lời thô lỗ đó, nó hiện ra bằng những cái lời mắng chửi người ta, những cái lời nguyền rủa người ta, những cái lời chửi thề, những cái lời mà do mình thề độc, thì nó có đem đến cái hậu quả gì không? Thì trước nhất sư cô kể cho quý vị nghe một cái chuyện trong kinh Pháp Cú. Đây là cái chuyện nói về một cái người thợ mà làm vàng bạc và ba đứa con. Thì trong cái câu chuyện này sư cô cắt rất là nhiều, chỉ nói cái phần chính thôi. Thì một hôm có một cái vị A-la-hán, tức là một cái vị Phật rồi, đến cái chỗ mà những người thợ đang xây một cái tháp để thờ Đức Phật Ca Diếp. Thì khi vị này đến nơi đó thì thấy rằng là cái cửa ở phía Bắc á, thì xây còn bỏ lửng đó, xây chưa có xong bỏ lửng đó. Thì vị này mới hỏi những cái người thợ đó, tại sao cái cửa phía Bắc đó xây lửng rồi bỏ đó không tiếp tục xây nữa. Thì những người thợ mới nói là vì không có đủ tiền cho nên không xây được. Thì cái vị này mới nói rằng thôi được, để ngày mai đó ta sẽ đi vào trong cái làng và ta kêu gọi cái người dân làng ở đây đó là hùng phước đóng góp làm sao để cho xây cho xong cái tháp thờ ngài Ca Diếp. Thì vị này đi vào làng mới nói với bá tánh ở trong làng đó là bây giờ cái tháp thờ ngài Ca Diếp nó đang thiếu tiền để mà xây cái cửa phía Bắc. Thì thôi tất cả những người dân làng ở đây đó, do lòng tôn kính Tam Bảo và đặc biệt là đối với ngài Ca Diếp thì nên hùng phước một chút đi. Thì những người dân người ta hoan hỷ, người ta nói là ngày mai người ta sẽ đem tiền bạc, đem vật liệu đến cái chỗ đó để xây dựng. Thì vị Phật này, vị A-la-hán này mới ghé qua cái nhà của cái người thợ mà vàng bạc đó. Tại vì cái người này là sẽ đến để mà giống như là tô trang điểm cho cái cửa phía Bắc đó, nó được phết vàng lên cho đẹp. Cho nên vị mình mới đến nhà của cái người người Việt mình gọi là người thợ bạc đó. Khi đến thì lại đến là cái lúc mà hai vợ chồng người ta đang cãi nhau. Khi mà vị này bước vào thì người ta ngưng cãi. Thì
vị A-la-hán này mới nói với cái ông thợ làm vàng bạc đó, mới nói rằng là bây giờ cái cửa phía bắc của cái tháp thờ Ngài Ca Diếp đang cần một cái người như ông. Mong là ông đến đó để mà ông giúp cho cái việc xây dựng nó được hoàn tất tốt. Những cái ông này đó là tưởng cái ông này nói cái gì, té ra nói cái chuyện đó rồi trong lúc ông bực bội quá, đang cãi nhau với bà vợ mới đính xong á, đang bực bội quá cho nên ông mới nói đó. Ông á, ông đem cái ông Phật Ca Diếp của ông đó, ông liền xuống sông đi. Rồi ông ra khỏi cái chỗ này đi, tôi không thích nghe mấy cái chuyện như vậy. Thì ông nói vậy xong thì cái vị A-la-hán này bước ra khỏi cái nhà ông. Thì cái người vợ ông mới nói vậy. Người vợ ông mới nói rằng tại sao ông dám nói một cái lời xúc phạm đối với lại một cái vị sa môn, và nặng hơn nữa lại là xúc phạm với Đức Phật Ca Diếp. Ông có giận tôi thì ông đấm tôi đi, ông chửi tôi đi. Nhưng mà tại sao ông lại đi xúc phạm một cái vị sa môn, rồi lại là xúc phạm một cái vị Phật như vậy? Ông mà không sám hối đó, là ông khổ lắm đó, nói cho ông biết trước. Thì cái người thợ bạc này nghe xong là hối hận vô cùng. Thì vị này mới đi tìm đến cái vị A-la-hán đó, quỳ xuống đảnh lễ và xin sám hối. Thì vị này có khuyên cái người này đó là nên làm ba cái bình bông bằng vàng và đến đặt vào cái chỗ mà thờ cái xá lợi của Ngài Ca Diếp. Thì vị này sau đó là có đến sám hối như vậy. Nhưng mà cái quả của cái lời nói đó là coi như là mấy chục kiếp như vậy đó, người này cái kiếp nào sanh ra cũng bị quăng xuống sông, nó trổ sanh đến như vậy. Đó là cái lời nói thô tháo đầu tiên mà chúng nghe thấy một người thợ bạc trong lúc nóng giận đã nói như vậy. Thì cái quả người này trổ sanh, mặc dù là đã kịp sám hối rồi, nhưng cái quả trổ sanh cho đến cái kiếp cuối của cái vị này đó, để mà trước khi thành Phật đó, thì cái vị này cũng cái lúc sanh ra cũng bị ném xuống sông, sau đó mới có người vớt lên. Là do người này sám hối kịp cho nên bị vớt lên, mà cái quả đời nào sanh ra cũng vậy hết. Sang tới một cái câu chuyện thứ hai thì chúng ta nghe một cái câu chuyện mà về một cái lời thề khủng khiếp. Ở nơi một cái làng gần thành Xá Vệ đó, thì có một cái phú gia, là cái người rất là giàu có. Thì người này lập gia đình, sống rất là hạnh phúc, êm ấm với cái người vợ của mình. Nhưng mà mấy năm trôi qua rồi đó, thì hai vợ chồng hiếm muộn, không có con. Thì gia đình của phú gia mới nói thế này: nhà thì giàu có mà không có con thì lấy ai mà nối dõi được. Cho nên là bây giờ phải cưới nạp thiếp, là cưới thêm vợ lẽ vô để cho cái người vợ sau này có thể sanh con. Nhưng mà cái người chồng đó thương vợ quá cho nên là không có chấp nhận cưới một cái người vợ thứ hai. Nhưng mà thời gian qua thì chờ đợi nữa thì cái người vợ cả cũng không có sanh con được. Thành ra cuối cùng chính cái người vợ cả này đó là dục giả cái người chồng của mình nên nạp thiếp để có con mà nối dõi tông đường. Chứ không thì cái gia đình này nó sẽ tuyệt tự, thì đó là cái lỗi của cả hai người. Thì sau đó người chồng mới đồng ý, mới nạp thiếp. Thì khi mà có cái người vợ thứ hai này đó, thì một thời gian sau thì cái cô vợ này có thai. Thì khi mà cô vợ này có thai thì cái người vợ cả mới nghĩ nha, nếu người này có con đó thì cái thân phận của mình nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ xuống thấp ngay. Bây giờ ông ấy mấy vợ thì mấy vợ, nhưng mà không có con đó thì dầu sao ông vẫn trọng cái người vợ cả hơn. Còn bây giờ nếu mà cái người vợ sau mà có con á thì cái địa vị của người vợ cả có thể bị mất đi. Và cô này trong cái lúc mù quáng, trong cái lúc tâm tối vì ghen tuông, vì ích kỷ như vậy đó, thì mới nghĩ tới cái chuyện làm sao mà cho cái người thai phụ này đó là bị hư thai. Do đó mới lén bỏ cái thức ăn, bỏ cái thuốc phá thai vào trong cái thức ăn của cái người vợ thứ hai này.
Thì cuối cùng là cái cô vợ thứ hai này cứ bị ra huyết liên tục, và sau đó là cái thai hư. Thì khi cái việc đó xảy ra thì cái gia đình của cái người vợ thứ hai này đó là thấy không có an ổn, cho nên người ta cùng nhau đó, người ta mới truy ra cái nguồn gốc là tại sao người này hư thai. Tại vì khi mà có thai đó là cái gia đình của cái người chồng đó là giàu có, cho nên là chăm sóc cái người thai phụ này rất là kỹ lưỡng, thầy thuốc rồi đến chăm lo thuốc men, săn sóc từ cái ăn, từ cái sinh hoạt hàng ngày để mà bảo đảm cái sức khỏe cho cái người thai phụ này sinh con tốt. Mà tại sao bây giờ có cái chuyện đã xảy ra? Khi truy đến cùng đó thì tất cả đều đi đến một cái kết luận rằng đó là cô này hư thai, là do cái người vợ lớn này đó là có cái tà tâm ám hại cho nên mới bị như vậy. Thì người ta mới đưa cái cô này ra và cái gia đình hội họp lại để xét xử. Thì cô này quả thật có làm cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ đó là không có dám nhận, chối đi. Thì cái gia đình đó người ta mới tức giận lắm. Người ta nói nếu mà cô không có làm cái chuyện này thì cô thề đi, trước mặt mọi người cô thề đi. Thì cô này mới suy nghĩ cái cách thề sao mà cho nó trớt quớt đi. Thì cô mới nói là nếu mà tôi có cái ác ý mà làm cho cái người vợ thứ hai của chồng tôi mà bị hư thai đó, thì cho tôi đó, cứ sáng tôi sinh 5 đứa con trai thì tôi ăn thịt hết 5 đứa con trai, chiều tôi sanh 5 đứa con trai thì tôi ăn thịt luôn 5 đứa con trai đó đi. Thì khi người ta thấy cái cô này thề kinh khủng vậy cho nên là sau đó người ta không nói tới nữa. Thì cô này suy nghĩ nha, mình lấy chồng bao nhiêu năm rồi có sanh đứa nào đâu, mà ai đâu mà sáng sanh 5 đứa, chiều sanh 5 đứa, chuyện trớt quớt không có gì hết. Cho nên là mình thề vậy mà ta cũng tin. Nhưng mà ta thấy cô này thề khủng khiếp quá cho nên người ta không dám nói nữa, ta nín thinh luôn. Thì thôi cái chuyện đó nó trôi qua. Nhưng mà cô này vì cái ác nghiệp đó cho nên là bệnh mà chết sớm. Khi cô này bệnh chết xong rồi đó thì tái sanh làm quỷ dạ xoa. Mà như chúng ta biết đó là một cái con người mà khi chết đi mà tái sanh làm quỷ dạ xoa là nó đi bằng hóa sanh. Tức là không phải thai sanh, không phải noãn sanh mà là hóa sanh. Tức là vừa chết cái là do cái ác nghiệp của mình là mình tái thân thành quỷ. Cái loại quỷ dạ xoa là quỷ rất là ác. Thì quả nhiên đó là quỷ dạ xoa này đó là sáng sanh 5 đứa con trai, xong là ăn thịt 5 đứa con trai đó. Chiều sanh 5 đứa con trai, ăn thịt 5 đứa con trai đó mà vẫn đói khổ. Và cái quỷ này đó thì trần truồng, mặt mày rất là xấu xí, mà bay đến đâu đó thì nồng nặc cái mùi hôi thối trên đó. Thì cái câu chuyện nó còn dài nữa đó. Thì sau này ngạo quỷ này cũng nhờ chư tăng giúp đỡ mà mới thoát khỏi cái đời ngạo quỷ. Nhưng mà để nói cái quả báo của cái lời thề mà khủng khiếp như vậy đó, đừng có tưởng là nó không có, thật sự nó có. Và bây giờ sư cô kể một chuyện thật cho quý vị nghe. Là có một cái ông đó là ông trăng qua dữ lắm. Thì cái bà vợ ông á nói cách gì ông cũng chối rồi đó. Thì bữa đó đó ông mới thấy bà cứ truy ông dữ quá. Cho nên ông mới nói bây giờ tôi nói hoài bà không tin đó, tôi thề cho bà tin nha. Cái bà nói thôi đừng có thề thốt gì hết đâu. Có là nói có, không nói không, đừng có thề thốt gì hết. Cái ông cười cái ông nói để tôi thề cho bà coi. Tôi thề mà tôi mà có trăng qua với cái người nào đó cho cái xe hơi hư nó đụng tôi đi. Nhớ nha, cái xe hơi hư nó đụng tôi đi. Thì bà mới nói vậy mà cũng thề, xe hơi hư sao đụng được thề. Rồi ông cười. Thì cái chuyện cũng như là ông nói đùa vậy thôi, nói đùa thôi. Nhưng mà sự thật sau đó là ông chết thật. Là vì vậy là cái xe đó nó hư xe trước nhà của ông. Thì người ta ra người ta mới sửa. Thì ông mới đứng ngay cái đầu xe đó. Ông mới dòm. Thì đến khi đó cái người mà người ta sửa xe dưới đó, người ta sửa rồi người ta chung ra.
À, thì chung ra thì xếp đồ, tôi ngồi bên chắp đồ, thì ông vẫn còn đứng ở đầu xe đó, ông ngó. Thì cái xe đằng sau nó không thấy, nó tông cái xe hơi hư đó. Thì cái xe hơi hư đó nó mới tông ông trên. À, cho nên nguyên một cái sớm nó mới nói rằng đừng có thề. Thề cái xe hơi hư đụng, mà cuối cùng cái xe hơi hư nó đụng thiệt. Thì cái nó lạ cái là cái người mà tài xế người ta chung với cái lượng xe đó, người ta sửa thì đáng lẽ cái tai nạn nó xảy ra người này chết, nhưng mà không, cái người này sửa xong rồi mới ra khỏi cái xe, mới đứng sắp đổ bên hông cái xe đó. Thì cái ông này vẫn còn chắp tay sau lưng nó ngó, ngó cái xe với cái người này. Thì không dè đằng sau một cái xe nó đi tới, nó tông cái xe hơi này, thì nó tông đúng cái ông này chết. Chứ còn cái ông tài xế mà đứng một bên cái hông xe sắp đồ đạc vô không có bị gì hết. Thành ra là đời xưa cũng như đời nay đó, người ta nói cái miệng mình ăn mắm ăn muối, nói đâu có đó, là nó như vậy. Cho nên là đây là một cái giới, và khi nào chúng ta hiểu nó là cái giới đó, thì chúng ta hiểu nó là cái chân lý. Nó không phải là cái điều mà Đức Phật cấm mình chi, ngăn mình chi, không phải. Nhưng nó là cái chân lý, và nếu mình phạm vào trong cái đó thì cái khổ mình phải chịu. Cho nên cái giới mình gìn giữ, tức là mình tôn trọng những cái quy luật thuộc về chân lý, chúng ta đừng phạm vào trong đó. Cũng như ông thợ điện mà ông để hai cái mối điện về rồi ông mới vẽ cái bảng, ông mới để là đừng đụng vào dây điện. Thì ông nói vậy không phải là ông ỷ ông thợ điện muốn cấm ai không cấm, không phải, ông này không có cái ỷ đó. Mà ông biết rằng đây là có sự nguy hiểm, nhưng mà tạm thời không phải để đó, tại vì không còn làm tiếp tục nữa. À, nhưng mà cái người khác mới nói rằng làm gì cấm, bảnh quá, cấm đụng vô coi cho biết, thì đụng vô chết. Bởi vì nó là cái luật, nếu mình phạm vào thì bản thân mình phải thiệt thòi. À, cho nên cái giới của Đức Phật là một cái chân lý về tâm linh, mà nếu chúng ta phạm vào thì chúng ta nên phải khổ mà thôi. À, đó là hai cái việc. Việc thứ nhất là nói lời thô tháo, việc thứ hai là nói cái lời thề khủng khiếp vậy. Và việc thứ ba nó cũng trong cái kinh điển về cái việc mà nói xấu sau lưng người khác. Có cái câu chuyện thế này, có cái ông cư sĩ đó, ông đến cái chỗ ở của Chư Tăng, thì ông thấy là cái vấn đề mà cái nhà vệ sinh đó, cái nhà xí thì nó trong nó không có hay chút nào cả, cho nên ông mới phát tâm là ông đứng ra ông kiếm người về để mà làm cái nhà xí cho tử tế đàng hoàng, cho nó sạch sẽ. Rồi sau đó ông phát tâm á, là mỗi ngày ông tới ông dọn dẹp, ông lau chùi cái nhà xí đó. Thì ông công quả bằng cách như thế, ông là cúng dường để xây dựng cái nhà xí đó. Rồi sau đó lại là chính bản thân ông là lau chùi mỗi ngày, ông phát tâm vậy. Thì vì ông chăm sóc cái đó kỹ lưỡng thì ông thấy là cái đó là phải sạch sẽ, cho nên ông kỹ lưỡng lắm. Thì ông mới phát hiện ra có một cái ông tăng, ông lần nào ông ra vô ông cũng không có giữ cái vệ sinh chung hết. Thì không phải một lần mà nhiều lần như vậy, thì ông ở trong thấy thì ông không có vui. Rồi quá nhiều lần cho nên ông không có kiềm chế được, thì ông mới phàn nàn như mấy ông tăng khác. Ông nói biết tại sao mà cái ông đó mỗi lần ra vô thì không có sạch sẽ như người ta. Ông chỉ phàn nàn vậy thôi. Thì trong cái số chư tăng đó có một cái ông tăng đó là từ lâu ghét cái ông này. Thì khi mà cái ông cư sĩ này mà ông nói cái chuyện mà ông này không có sạch sẽ vệ sinh á, thì ai cũng nghe hết và ai cũng thấy ông này kỳ cục quá. Cái nhà vệ sinh người ta sạch sẽ vậy, người ta lau chùi vậy, mà mình vô mình cũng kỹ lưỡng, kỳ cục quá. Thì bội thêm đó là cái ông tăng mà ghét ông tăng này là mới là nói xấu cái ông tăng kia. Rồi cái chuyện đó theo cái xấu mà nó lan truyền, nó thành ra một cái dư luận chung, mà người ta nhìn cái ông tăng mà không kỹ lưỡng đó là một cách khinh miệt. Thì cái chuyện trong chùa thì nó vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Nhưng có một cái điều là khi thân hoại mạng chung thì hai người đó lần lượt chết, rồi lần lượt tái sanh đó, thì dẫn cái nhà xí đó. Nhưng mà cái ông cư sĩ này đó, khi thân hoại mạng chung đó, thì tái sanh làm cái con quỷ đói, mà nó ngồi ở ngay cái nhà xí đó, nó chờ phân ở trên rớt xuống thì nó ăn cái phân đó để nó sống.
Còn cái ông Tăng á, thì khi mà ông chết á, thì ông tái sanh là quỷ đói, mà ông ngồi đó ông chờ cái phân của con quỷ kia nó phóng quế ra, thì ông ăn cái phân. Là đó là câu chuyện hai con quỷ ở nhà xiên. Quý vị thấy cái khẩu nghiệp mà đi nói xấu người khác. Đáng lẽ ra thì cái ông cư sĩ này á, ông có thể gặp thẳng cái ông Tăng đó. Ông mới nói là bạch Sa Môn, xin Sa Môn hãy cẩn thận hơn chút, hãy kỹ lưỡng hơn chút, tại vì đây là cái khu vệ sinh chung. Thì có thể mình góp ý thẳng vậy thôi thì người ta sẽ biết rằng là người ta không được kỹ, thì bây giờ người ta kỹ lưỡng hơn thôi. Nói một lần cũng được, nói hai lần nó không được, hai lần cũng được, ba lần không nói không nghe là thôi, tạo nghiệp thì ráng chịu. Nhưng mà cái ông này không có giải quyết như vậy, mà ông lại đi phàn nàn với người khác. Yeah. Đi kể lể phàn nàn với người khác thế này thế nọ, để cho mọi người đã hình thành một cái luồng dư luận sau. Còn cái ông Tăng này đó, là theo cái luật của nhà chùa đó, thì trong những cái ngày mà gọi là giống như là nói đơn giản là cái ngày tụng giới đó, là cái ngày đó là cái ngày mà mình phát lồ, tức là cái ngày đó là tất cả mọi người phải nói cái lỗi mình ra, còn người ta không thấy cái lỗi thì mình nói cái lỗi người ta để góp ý. Thì nó có hai cách, hoặc là mình chờ cái ngày tụng giới đó mình nói, hay là cái tình huynh đệ mình cũng thể nói riêng. Tu mà còn dày, là bạn nên sửa đổi đi, để hoặc là huynh nên sửa đổi đi, chứ không có nên như vậy. Thì cái điều đó thì rất là tốt, rất là có phước, nhưng mà vậy là không nói, ủ trong lòng á, rồi đi nói đằng sau lưng cái người. Rồi cái chuyện này nó lại xảy ra trong cái nhà chùa, và vì vậy cái quả nó rất là nặng. Cho nên cái ông cư sĩ này phước cúng dường chưa trổ xanh, phước mà giữ gìn vệ sinh cái nhà vệ sinh, lau chùa cái nhà vệ sinh chưa trổ xanh, nhưng mà cái quả xấu nó trổ xanh trước, cho nên phải làm con quỷ ở trong cái nhà xí đó, mà ngồi đó mà chực cái phân rơi xuống mà. Còn cái ông Tăng này tu hành đó, thì cái quả lành nó chưa có trổ xanh, nhưng mà cái quả xấu nhất nó trổ xanh, nó thành con quỷ thứ hai đó, ngồi chực cho con quỷ thứ nhất đó, nó phóng quế ra thì ăn cái quế nhiễm của cái con quỷ thứ hai. Cho nên là cái khi mà mình nói xấu người ta thằng sau lưng, thì đó là cái chuyện mà chúng ta nên tránh. Tránh được chừng nào tốt chừng đó. Cho nên là sư cô cũng có nói trong cái bài mà gọi là Phật tử đến chùa đó. Nếu mình thấy cái người tu người ta phạm giới, thì cái tốt nhất là mình gặp trực tiếp để mình nói, và cái tinh thần xây dựng, hoặc có thể trình bày với thầy người ta. Nhưng mà ngoài ra thì đính thinh, không phải là mình không dám nói, nhưng mà mình nói như thế tai hại cho mình, cho nên mình không nói. Cho nên là mình đi vào chùa, đừng có biến cái nhà chùa thành cái chỗ mà mình loan truyền những cái tin tức mà nó thành ra một cái con kênh nước đen. Cái đó là cái mà mình đưa mình vào trong cái cảnh khổ. Nên chúng ta tránh được chừng nào thì tốt chừng đó, bớt lại cái khẩu nghiệp của mình. Còn thí dụ như bây giờ người ta vô chùa mà người ta làm sai, làm quấy, mình nói thì người ta không nghe là thôi, nghe thì thôi, cái chuyện đó là chuyện của người ta, còn chuyện của mình ráng làm cho tốt. Không có nên mà loan truyền những cái đó, không tốt cho mình. Đó là cái quả mà nói xấu người khác. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện mà trước đây sư cô có giảng ở đây rồi, bây giờ hôm nay chúng ta nói ngắn lại thôi. Là cái lời nguyền rủa người khác. Mình nguyền rủa người khác, không biết người ta có bị cái cảnh mà mình như mình nguyền rủa người ta hay không, nhưng mà chắc chắn những lời nguyền rủa đó nó sẽ ứng dụng cho mình. Đó là cái câu chuyện về cái người mẹ bốn kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất. Người này có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp, sinh ra là cái gia đình giàu có không, nhưng mà có một cái kiếp
làm vợ của một cái người giàu có, mà cái người này đó lại có cái tâm bố thí cúng dường rất là rộng rãi. Nhưng mà hết cái kiếp này thì cái người này lại tái sanh làm quỷ đó, và khốn khổ như thế, trần truồng, đói khát, người hôi thối, thì mới tìm đến cái tinh xá, đến cái lưu cốc của Ngài Xá Lợi Phất để xin Ngài Xá Lợi Phất cứu giúp cho mình thoát khỏi cái đời của quỷ phò. Thì khi mà đến đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, thì đến chỗ cái cốc của Ngài đó, thì chư thiên không cho vào. Thì quỷ đói mới nói rằng là: bạch chư thiên, con đây là mẹ bốn kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất, xin cho con vào gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Chư thiên nghe vậy mới cho vô. Thì khi cho vô đó, ngạ quỷ mới đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất, và cũng nói rõ: con đây là mẹ bốn kiếp trước của tôn giả, con đến đây xin tôn giả cứu giúp cho con nó thoát cái đời ngạ quỷ. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi: vì sao mà trở thành quỷ đó? Thì vị này mới nói thế này: có một kiếp con làm vợ của một người phú gia, người này vừa giàu có mà lại vừa giàu cái lòng bố thí và cúng dường. Nơi trú xứ của chồng con ở thì chồng con nói thế này: bất cứ một cái người tu mà ở cái tôn giáo nào mà đặt chân lên cái trú xứ này đó, thì chồng con cúng dường từ cái ngày đặt chân cho đến ngày ra đi, không thiếu một ngày nào cả, bất cứ tôn giáo nào. Tất cả những người lữ hành mà đi ngang cái trú xứ của chồng con ở thì chồng con đều cung cấp cho cái chỗ nghỉ qua đêm, và cho lúa thóc cho ngựa, cho thực phẩm cho người, và nếu tiền bạc thiếu thốn cũng chu cấp luôn. Và nơi trú xứ của chồng con ở thì chồng con nói rằng không thể có một cái người nơi trú xứ này chết vì thiếu ăn, không thể có cái người chết vì thiếu mặc, không có thể có một cái người chết vì thiếu thuốc. Cho nên chồng con bố thí rất là rộng rãi. Thì con là cái người đàn bà trong nhà, con suy nghĩ vậy: đức hạnh của một người phụ nữ là giữ tài sản cho chồng và cho con của mình. Cho nên con thấy chồng con xài nhiều quá, đáng rẽ là cái lợi tức hàng năm á thì nó sẽ làm cho giàu lắm, nhưng mà vì xài rộng quá cho nên là nó chỉ đủ ăn đủ xài trong nhà thôi, chứ còn ngoài ra không có dư giả gì bao nhiêu hết, cho nên là con không có hài lòng chuyện đó. Thì khi chồng con đi làm ăn xa thì chồng con mới nói với con thế này: ta đi xa nhưng mà ở nhà đó phu nhân cũng làm y như những gì ta làm, có được không? Thì con trả lời: được. Thì con cũng làm y như vậy, nhưng con làm theo cái cách của con. Khi mà những cái vị tu đó mà đến trú xứ con thì con cúng dường, nhưng mà con cúng dường những cái thực phẩm rất là khó nuốt, để cho người khác ta thấy vậy ta cúng dường thế mình luôn. Rồi những cái người lữ hành này đi ngang qua thì vẫn cho người ta chỗ ở, nhưng mà không có săn sóc cái chỗ ở đó, cho nên là người ta ngủ một đêm mà ta không dám ngủ tới hai đêm. Còn thực phẩm mà cung cấp cho ngựa đó thì người ta cũng chỉ là lén mà đổ đi, chứ ngựa cũng không ăn được mà người cũng không ăn được. Làm như thế để người ta đi kiếm một chỗ khác, chứ người ta không có ghé qua chỗ mình nữa. Còn những người dân làng mà đến để mà xin cái này xin cái nọ đó, thì con nói với người ta thế này: này, đủ tay đủ chân thì đi kiếm mà ăn chứ, chứ tại sao mà lại đi ăn xin? Xin như vậy thì chi bằng đi uống nước cống, uống máu uống mủ thì còn hơn mà đi xin gì. Thì đó là cái cách mà con bảo vệ cái tài sản cho chồng và con của mình như vậy, mà con không biết đó là ác nghiệp. Thì khi thân ngoại mạng chung đó, tất cả những cái tài sản này đó con không mang theo được cái gì cả, mà chồng con muốn sử dụng ra sao thì sử dụng, nhưng cái ác nghiệp con mang theo một mình con. Cho nên thân ngoại mạng chung rồi thì tất cả những cái điều thiện của con nó chưa trổ sanh, mà nó trổ sanh cái ác nghiệp đó,
là con thành quỷ đói trần truồng như thế, và hàng ngày như vậy đó là uống cái nước cống mà không đủ khát, không có đủ mà để mà hết khát. Rồi đó là đói thì ăn máu ăn mũng từ những cái vết thương, và là chờ đợi người ta quăng những cái thây ma trong nghĩa địa vào trong đó để mà liếm những cái nước chảy từ tử thi ra mà sống, mà vẫn không có đủ no, khốn khổ như vậy. Cho nên con đến đây xin Ngài, vì cái tình nghĩa mẹ con bốn kiếp trước mà cứu con ra khỏi cái đời của quỷ đó. Thì quý vị thấy mắng chửi người ta, nguyền rủa người ta để bảo vệ một cái tài sản, thì tài sản ai hưởng không biết, nhưng cái lời mắng chửi của mình, cái lời nhục mạ của mình với người khác, thì bây giờ nó lại ứng vào đây chính mình, và để cho mình trở thành cái kiếp quỷ đói như vậy. Để mình biết rằng cái kẻ bị nhục mạ thì người ta sẽ bị xúc phạm như thế nào. Và khi bản thân của mình mà hưởng hết những cái điều mình xúc phạm người ta, thì chừng đó mình mới tỉnh ra, mới biết rằng đó là điều nên làm hay không nên làm. Cho nên cái miệng của mình nói tứ tung, không có kiểm soát được. Người Việt Nam mình nói thế này, trước khi nói phải đánh lưỡi 7 lần, thận trọng coi những cái điều nói ra đó đem lại cái tốt cho mình hay đem lại cái điều không tốt cho mình, phải nhớ vậy. Nhớ vậy để mà chúng ta cố gắng thận trọng kiểm soát cái lời nói của mình. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nha. Người ta nói là chim khôn hót tiếng rẫm rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Đó là những cái mà chúng ta phải thực hành khi mà chúng ta giữ cái giới của mình. Bây giờ chúng ta nhớ một cái câu chuyện nữa, mà câu chuyện này ở nơi cái đạo tràng này sư cô có giảng rồi, thì hôm nay tóm tắt lại. Thì có một cái người nữ mà trong cái kiếp cuối đó đắc quả A-la-hán, đó là vị thánh ni A-la-hán Patachara. Vị này trong cái kiếp cuối mà để trở thành một vị tỳ kheo ni, vị tỳ kheo ni mà đắc đạo quả đó, thì có một cái cuộc đời rất là lạ luôn. Khi người này lập gia đình đó, thì lại đi theo cái người ở của mình. Và khi cái thảm kịch gia đình xảy ra đó, thì chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, thì cái người chồng chết khi còn trẻ bị rắn cắn chết. Một đứa con mới sinh 2 ngày đó chết vì bị kên nó rỉa nó ăn. Một đứa con khoảng 2 tuổi đó chết đuối. Rồi mấy ngày sau đó, khi về tới cái làng của nhà gia đình mình ở đó, thì nơi đó cái người anh và cha mẹ của mình bị giông bão nó sập cái nhà xuống, chết hết, không còn ai cả. Cái thảm kịch của cái người phụ nữ là như vậy. Cho nên cái người này đó chịu đựng không có nổi, và cuối cùng đó là khóc lóc xong rồi đó là loạn cuồng trong cái tâm trí, cho nên là xé quần xé áo đi nghêu ngao khắp nơi và khóc than như vậy. Thì người ta hỏi tại sao một cái người mà trong cái kiếp cuối này đó có thể đắc đạo quả thành một vị Phật, mà có thể là gặp một cái thảm kịch gia đình kinh khủng đi. Tiểu thư con nhà khuê cát mà không có được một cái đám cưới, cũng không có được một cái người chồng mà gọi là môn đăng hộ đối. Cái cô tiểu thư này đó gia đình giàu lắm và cha mẹ thương lắm, cưng lắm, cho nên là cất tới cái tầng lầu thứ 7 và cho cô này ở trên tầng lầu thứ 7. Mỗi lần muốn đi đâu thì xuống cái tầng lầu mới được đi với cha mẹ. Nhưng mà đâu có ngờ rằng đó, ở trên cái tầng thứ 7 đó, cô này với lại một cái người tớ trai đó là gian díu với nhau. Đến khi cha mẹ bắn cái tin đó, nói rằng là 3 ngày nữa thì sẽ có người đến để mà
hỏi cưới cô này, thì cô này chuẩn bị để mà ra mắt ở bên đàm trang. Thì cô này nghe như thế là rụng rời tay chân rồi, mà nói với người tớ trai rằng đó là không thể nào có chuyện này xảy ra, bởi vì em đã có thai rồi. Thì cái người tớ trai này mới xin quần xin áo của những người hầu trong nhà, để đêm mà cái cô tiểu thư này đó mới mặc đồ quần áo của nàng hầu mới có thể ra khỏi cái cổng của nhà đó và đem đi. Thì như vậy quý vị thấy một người tiểu thư lấy một cái người tớ trai. Rồi khi cái người này đó sanh đứa con thứ nhất muốn về nhà, người chồng không dám về. Tại vì nếu đưa vợ về đó thì con đường duy nhất của cả hai đó là con đường bị đem ra xử, và cuối cùng cả hai phải chết. Bởi vì người tớ trai này ở giai cấp thấp và tiểu thư này ở giai cấp cao. Và hai bên đó là đã có cái chuyện gian díu trước khi chính thức, mà bên cái xứ sở đó không có cái chuyện chính thức như thế. Và cái con đường đó là chỉ là con đường chết, là con đường duy nhất, cho nên cái người này không có dám quay về. Để rồi cuối cùng khi mà có đứa con thứ hai đó, thì người này cũng nhất định trở về, bởi vì đang sống một cái đời sống cực kỳ, mà phải nói là đầy đủ, mà sung túc như vậy. Bây giờ đột nhiên là về một cái nơi mà nhà tranh vách đất, ăn uống không có đủ, lại sanh con trong cái hoàn cảnh như vậy thì rất là thê lương. Nhưng mà người chồng cũng đâu dám đưa đi, không dám nói gì hết. Thì ngay cái đêm đó đưa vào trong rừng, bên cạnh mình là cái đứa con khoảng 2 tuổi, và cái giờ cái bụng thì mang thai. Cái người chồng thì đêm xuống đó, đi đón, đi chặt cái lá cây để mà lót cho vợ con nằm. Thì lá cây thì ở trên cao, mà để đốn thì phải leo lên cái gò mối để đốn. Thì khi đốn sạc sào như vậy thì những cái con rắn ở trong cái gò mối nó ra và nó mổ. Thì cái người này té xuống chết, mà tay còn cầm rửa, và té trên cái đống lá cây đó thì chết. Còn cô này trong cái đêm đó thì chuyển dạ để sanh con có một mình. Thì khi sáng ra tỉnh lại thì một tay dắt đứa con, tay bế đứa nhỏ còn đỏ hỏn như thế này đi tìm chồng. Thì thấy chồng chết trên cái gò mối, không có đủ sức để mà đào cái quyệt để chôn chồng, mà chỉ lấy được cái lá cây phủ lên rồi ôm con ra đi. Thì khi ôm con ra đi mà đến một cái dòng sông, thì cái người này mới nói với đứa con lớn, con đứng ở bên đây con chờ mẹ. Mẹ bồng em qua bên kia sông rồi thì mẹ qua đón con. Và con đứng đó, chừng nào mà mẹ kêu con đó thì mẹ sẽ tới, mẹ bồng con đi qua sông. Con đừng có đi đâu hết, con đứng đây nghe. Thì khi cái người này bồng cái đứa con nhỏ qua, nó kiếm một cái chỗ cỏ kín đặt cái đứa con xuống, thì mới lội trở lại cái sông để đi rước cái đứa con lên. Thì khi mà ra giữa cái dòng sông thì một bài kênh nó đáp xuống. Và nó đáp xuống vậy thì cái đứa nhỏ nó chỉ là miếng thịt đỏ hỏn thôi. Thì đó là cái mồi cho kênh. Và khi nhìn thấy kênh mà nó đáp xuống một bài, nó rỉa con mình đó, là nó từng cái miếng thịt nó bay lên vậy, thì cái người mẹ thảng thốt, nó kêu con ơi, con ơi. Thì khi mà kêu vậy thì cái đứa trẻ bên đây bờ đó nó nghe. Nó nghe tiếng mẹ nó kêu con ơi. Thì nghĩ là mẹ nó kêu đó, mà cứ kêu như thế, đứng giữa cái dòng nước mà hướng về phía những con kênh để mà kêu. Thì cái đứa nhỏ bên đây nó nghe mà người mẹ không thấy. Đến khi kênh nó bay rồi thì quay ra thì thấy đứa nhỏ đi xuống dòng nước. Thì cái người mẹ mới nói rằng, con ơi tại sao xuống như vậy? Nhưng đã xuống rồi cái dòng nước nó cuốn trôi. Thì khi nó cuốn trôi vậy thì cái người mẹ này lao theo để mà chụp cái đứa con lại. Nhưng mà nước trôi nhanh quá cho nên là cuốn mất cái đứa nhỏ, và người mẹ này mất luôn cái đứa con. Chỉ trong có 2 ngày chồng chết, bị rắn cắn chết. Đứa con mới sanh bị kênh ăn, và một cái đứa con 2 tuổi bị nước cuốn trôi. Cái người đàn bà này đó khóc than. Và bây giờ con đường duy nhất là phải trở về cha mẹ của mình. Nhưng mà khi về tới đầu làng đó thì thấy khói lên nghi ngút thế này, thì mới hỏi thăm
cha mẹ của mình. Thì cái người trong đàn ta hỏi cô là ai? Mà cô hỏi thăm, cô không biết sao? Đêm ngày hôm qua, mưa bão cho nên là cái tòa nhà 7 tầng nó sập xuống và tất cả những người trong nhà đó đều chết hết. Và sáng nay đó, người ta đã chất củi lên để hỏa táng tất cả những người trong nhà. Thì cô nghe xong là cô điên cuồng lên và cô chạy, cô la, cô hét, rồi cuối cùng là xé quần xé áo. Thì hỏi chứ tại sao cô lại phải gặp một cái ách nạn quá lớn lao như vậy? Thì trong tiền kiếp của cô cũng có một cái chuyện mà nó giống như cái câu chuyện nãy sư cô kể cô nghe, quý vị nghe. Cô này cũng chỉ vì ghen tức mà hại chết những đứa con chồng, những đứa con dòng sau của chồng. Và khi mà người ta truy ra đó, thì cổ để mà thoát khỏi cái sự mà coi như là người ta đưa ra ánh sáng cái chuyện này, thì cổ phải thề độc. Vì nếu không mà đưa ra quan quân á, thì cái số phận của cổ phải ở trong tù ngục cho đến chết, hoặc là sẽ bị chém chết. Cho nên cổ mới sợ quá, thì cổ mới thề độc. Cổ nói nếu tôi mà có giết chết những cái đứa con của người vợ sau đây đó, thì cho tôi đây á, đời nào mà tôi có chồng, có con, có cha, có mẹ, có anh em á, thì đều phải chết thảm á. Vì cái lời thề độc đó mà nó cứ đời nào cô sanh ra có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có con, có cái, cô đều lâm vào cái cảnh đó. Ngay cả cái kiếp cuối mà để rời xuất gia để trở thành một cái vị Phật thì cái cảnh này vẫn tái diễn. Nhưng người ta hỏi tại sao một cái người điên như vậy đó không có chui vào trong cái bụi rậm, không nhảy xuống sông, không làm những cái chuyện điên rồ của mình, mà tại sao lại cái bước chân mà rối loạn của người này đó nó lại chạy đến cái tinh xá? Là bởi vì trong tiền kiếp, rất là nhiều kiếp thì đây là một cái người Phật tử thuần thành. Đi nghe cái vị Phật Padumuttara giảng pháp, thì trong khi đi nghe giảng pháp đó, thì vị Phật Buddharamutta này đó có khen một cái tỳ kheo ni, là cái vị tỳ kheo ni này là cái người mà đệ nhất thông thạo về giáo pháp. Thì cái người Phật tử này, người nữ Phật tử này nghe đó trong lòng rất là quan hệ, cho nên mới đến đảnh lễ với cái vị Phật Padumuttara này và nói rằng bạch ngài, con phát cái lời nguyện rằng trên cái con đường tu tập của con đó, con sẽ cũng sẽ trở thành được một cái vị tỳ kheo ni đệ nhất thông thuộc về giáo pháp, thông thạo về giáo pháp như cái vị tỳ kheo ni này. Thì Đức Phật Padumuttara này đó xem xét thì biết rằng cái lời ước nguyện này có thể thành tựu được, cho nên là thọ ký cho người. Do nhiều đời nhiều kiếp là cái người Phật tử tạo rất là nhiều phước báo mà lại được một cái vị Phật thọ ký, cho nên là trong cái điên loạn đó, đây là kiếp cuối chứ không phải chỉ mới có một kiếp mà thôi, cái quả đó không phải một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Thì do cái kiếp cuối này mà trong lúc điên loạn nhất đó, thì cái nghiệp lành của người này đó dẫn cho cái người tâm tối, cái người điên loạn này đó đi đến tinh xá. Và khi đến như thế lõa lồ, bẩn thỉu, tóc tai rối loạn hết, và chỉ một miệng lúc nào cũng nói đến chồng, đến con, đến cha mẹ, đến anh nè. Bởi vì nó là cái thảm kịch. Thì có một cái người đó trông thấy mới dụ cái cô này, mới nói bây giờ đó cô có muốn là có người giúp cho cô đó gặp lại chồng cô, con cô, cha mẹ cô và anh cô. Thì cái người điên này nghe nói là giúp để cho gặp lại người đó thì mở con mắt ra và nói muốn. Thì vị này mới nói như vậy, đi theo tôi đi, đi ra cái bờ sông này tôi tắm cho, tôi chải tóc lại cho, bận cái bộ đồ vô, rồi vô gặp Đức Phật. Thì Đức Phật là cái người có thể trả chồng con của con,
trả cha mẹ anh em của cô lại cho cô chịu không? Chịu. Thì sau khi là giúp cho người này vào đó thì mới dẫn vào trong kinh sách. Vị này xuống đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật giảng thời pháp, sau đó xuất gia thì vị này đắc đạo quả trở thành vị A-la-hán. Cho nên là trong cái đời của chúng ta có gieo cái điều lành và chúng ta có những cái điều không đúng đắn. Thì quý vị thấy không? Mà cô này đó do cái lời thề độc mà phải chịu sống trong cái nghịch cảnh mà đến nỗi mình phải điên rồ, lõa lồ thân thể, xé quần xé áo chạy cùng khắp hết. Nhưng mà cũng nhờ là Phật tử thuần thành trong nhiều kiếp và lại được một cái vị Phật thọ ký. Cho nên là khi mà những cái quả nghiệp này nó đến cái hồi kết thúc của nó thì Đức Phật cô Tha Má lúc đó trông thấy cái vị này mà nói đây là một cái trái đã chín mùi, tức là cái quả nghiệp của người này giải quyết xong, là cái hình ảnh của người Phật tử thuần thành với cái ước nguyện là mình tu tập, với cái ước nguyện là mình làm sao đó để cho có ngày mình xuất gia và mình trở thành cái người đệ nhất ni mà thông thạo về giáo pháp. Thì cái đó là cái mà ngày đêm cái vị này đó là nung nấu trong tâm của mình và hành trì như vậy. Thì cái thời xưa cũng như thời bây giờ thì cứ ngày mùng 8, ngày 23, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày 14, 30 thì thường tổ chức những buổi thọ bát quan trai. Thì người Phật tử thường thành nào cũng tham dự những cái buổi thọ bát quan trai cả. Và đặc biệt là đi nghe pháp, mà cái thời đó được cái phước báo là chính Đức Phật giảng pháp. Và nhờ cái phước đó mà nó thâm nhập trong nhiều đời, nhiều kiếp, và cái tâm mình đó cũng gắn liền với cái tam bảo như vậy, thì cuối cùng cái người này đó thoát ra tất cả những cái lợi thề độc địa của mình, và cuối cùng tu tập thì cũng đắc đạo quả. Cho nên là chúng ta phải nhìn rõ trong cái đời sống nội tâm mình nó có hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng thiện lành và một cái khuynh hướng mà nó bị lôi kéo xuống cái sự quế trượt. Cũng chỉ gì sợ mình mất cái địa vị của một cái người vợ cả trong gia đình, mất cái lòng tôn trọng và thương yêu của chồng, cho nên mình mới mù quáng và tạo nên một cái nghiệp ác cho chính mình. Rồi để tránh khỏi cái nghiệp ác đó thì lại làm một cái điều độc ác nữa, đó là mình thề độc. Và chính cái thề độc đó nó nguyện vào trong cái đời sống của mình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên những gì chúng ta làm sai thì chúng ta phải đủ can đảm để nói rằng mình sai thì mới sửa được. Còn nếu mình không đủ can đảm để nói rằng mình sai thì mình từ cái lỗi này nó sẽ chồng chất cái lỗi khác. Và như vậy thì tự mình đó trói một cái dây trói, rồi hai dây trói, rồi ba dây trói, rồi bốn dây trói, cho đến chừng nào mình mới thoát ra được. Cho nên quý vị nhìn cái vị tỳ kheo ni mà thánh ni này đây, ra khỏi tất cả những cái quả bất thiện của mình, ra khỏi cái sự trói buộc cái thế gian này nhờ cái gì? Nhờ vào cái cuộc đời của một cái người Phật tử thuần thành rất là nhiều kiếp. Cái mong muốn là mong muốn được xuất gia, và mong muốn là mong muốn được thông thạo giáo pháp để cho cái việc tu tập của mình á nó được thành tựu tốt đẹp. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta học về giới, để chúng ta giữ giới thì chúng ta còn phải hành giới nữa. Cho nên là không những chúng ta không có nói láo mà chúng ta phải nói lời chân thật. Không những chúng ta không nên nói lời hai lưỡi mà chúng ta phải nói lời hoàn hảo. Vì lời hai lưỡi là đâm bị thọc, thọc bị gạo, làm cho người ta phải chia rẽ ra. Người ta đang vui vẻ bây giờ tách rời ra thì tất cả những cái đó nó là cái ác nghiệp. Và những cái người mà tạo nên cái ác nghiệp mà nói lời hai lưỡi này đó, thọc bên đây thọc bên kia đó, thì nó sẽ trở thành quỷ. Cái quỷ này đặc biệt đó, thì cái miệng lúc nào cũng có dòi, dòi đầy trong miệng rất là hôi thối.
nó thành một cái lộ uyển thứ hai nữa, là cái thân hình là thân người, thân là thân người, mà cái mặt thì mặt trâu, mà đặc biệt là cái trong cái lưỡi đó nó lại mọc ra cái đuôi trâu từ trong cái lưỡi này. Đó là cái quả nghiệp của những cái người mà nói là hai lưỡi để chia rẽ một cái nhiều hình thức quỷ đói, nhiều hình thức của quỷ cực kỳ lạ lùng, cũng chỉ vì cái nghiệp của mình tạo ra. Còn cái phần thứ ba mà nãy là chúng ta nói là con cố ý tránh xa cái những cái lời nói độc ác, những lời nói thô lỗ, những cái lời thô tháo, mà cũng có nghĩa là những cái lời mà mình nguyền rủa, những lời thề thốt. Nhất là những người mà nói một tiếng là chửi thề một tiếng, thì quý vị thấy là những người đó bảo đảm thân ngoại mạng chung, mà sanh ra dẫu mà có cái phước làm người thì cái miệng cũng thối. Hoặc là đi nói xấu người ta, thì cái quả của người này sanh ra thì thứ nhất là miệng thối, mặt ngoài xấu xí, cái thứ hai đó là nói không ai nghe hết, nói không ai tin mình hết, và cái lời nói mình không có trọng lượng. Và tất cả cái bài toán giải cho những cái lỗi lầm của chúng ta khi phạm giới là chúng ta phải hành giới. Cho nên mình biết vậy rồi đó, thì mình nói cái gì mà làm cho người ta trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, cho người ta đoàn kết hòa hợp với nhau mà nói. Còn nói cái gì cái chia rẽ thì chúng ta nín thinh tránh ra đừng nói, tốt hơn đừng nói. Rồi bây giờ nói những cái lời thô lỗ, những lời mà nó gọi là nó không xứng với là cái miệng xinh đẹp của mình đây đó, thì xin chớ nói, mà hãy nói những cái lời dịu dàng, nói những cái lời mà êm ái, nói những lời làm sao để cho người ta đó nghe được và người ta có thể thức tỉnh được, thì chúng ta nên nói những cái lời thiện lành. Và cuối cùng là hôm nào chúng ta sẽ nói đến cái phần mà nói lời phù phiếm, tức là nói những cái lời vô ích. Thì tất cả những cái điều này thì như chúng ta thấy là mình phải tích cực, mình nói cái gì mà trong tâm mình phát ra cái thiện lành, mà cái người nghe cũng khởi sanh được cái thiện lành, thì đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Và cái người Phật tử mà thuần thành đó là cái người Phật tử luôn luôn nhớ cái thọ bát quan trai của mình. Và những cái gì mình học, mình tu tập được á, thì mình cố gắng, mình giữ đều đặn như thế. Mình niệm Phật, hay là mình trì kinh, hay mình hành thiền, thì mình cố gắng, mình giữ cho nó đều đặn như vậy. Và không phải tu một cái giới này cũng vậy, luôn luôn nhắc nhở, mình gìn giữ như vậy. Và khi mà cái quả phước của giới á, mà mình gìn giữ trong nhiều kiếp như vậy đó, thì cái chuyện mà chúng ta thêm những cái hạnh lành mà chúng ta tạo ra khi chúng ta hành giới đó, thì cái chuyện mình tái sanh về cõi trời là cái chuyện không có phải quá cái tầm tay của mình. Không phải chỉ có niệm Phật mới về Tây Phương Cực Lạc, mà khi chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới thì chúng ta đều có thể tái sanh về cõi trời. Cái phước báu mà do cái thiện lành chúng ta tạo ra thì chúng ta được hưởng lâu dài. Ngược lại thì những cái điều xấu, những cái điều không đúng đắn chúng ta tạo ra, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi nào chúng ta hiểu ra rằng cái này là sai thì chúng ta sửa đổi, chúng ta sám hối, chúng ta nguyện không làm nữa thì chúng ta thôi. Cho nên quý vị nhìn thấy cái vị thánh ni này đó, cũng nhờ trong nhiều đời nhiều kiếp mình là người Phật tử thuần thành, mà trong cái lúc tâm tối nhất là cái người bị điên loạn, thì con đường đi lại là tới nơi tinh xa. Và cái người mình gặp là chính là Đức Phật, thì đó không phải là một sớm một chiều, cũng không phải là sự tình cờ mình có được, mà tất cả đều là do cái phước lành mà mình đã tạo được, do mình sống cái cuộc đời của người cư sĩ thuần thành, bố thí, cúng dường, phục vụ, đặc biệt là tu thọ bát quan trai. Và tất cả những cái pháp gì mình học được thì cố gắng chuyên cần mà hành trì như vậy, thì cái gọi là cũng như là mưa lâu thấm đất, chúng ta cứ từ từ, chúng ta cứ
thoải mái, chúng ta cứ nhẹ nhàng và chúng ta cứ thanh thản và cứ tu tập như thế, thì cái phước lành của chúng ta sẽ trổ sanh. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều trở thành những người Phật tử thực hành trong nhiều đời nhiều kiếp, để kiếp cuối cùng chúng ta được gặp một vị Phật ra đời và chúng ta thành tựu được hạnh lành tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.